Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế của vấn đề thế giới. Sau đây sẽ là những thông tin mới chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bộ trưởng Thương mại Mỹ tin rằng Việc Trung Quốc tấn công Đài Loan và chiếm giữ nhà sản xuất chip TSMC sẽ gây ra sự tàn phá hoàn toàn về kinh tế Mỹ. Trong phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ ngày 8 tháng 5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã đưa ra một viễn cảnh đáng lo nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Bà Raimondo, người từng thăm Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái, tin rằng Bắc Kinh sẽ chiếm giữ nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới TSMC. Khi được hỏi về tác động của điều này, nữ Bộ trưởng Mỹ cho biết nó sẽ hoàn toàn tàn khốc Tuy nhiên, bà từ chối bình luận về cách thức hoặc liệu một cuộc tấn công của Trung Quốc có xảy ra hay không. Hiện tại, 92% nguồn cung chip tiên tiến của Mỹ là từ TSMC ở Đài Loan. Bà Raimondo uyển chuyển vấn đề. Một tài liệu của chính phủ Mỹ hồi năm 2023 ước tính sự gián đoạn sản xuất lớn ở Đài Loan có thể dẫn đến giá chip của Mỹ tăng tới 59%, tạo ra gánh nặng cho các nhà sản xuất ở hạng nguồn tại Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên quan chức Mỹ bày tỏ công khai sự lo ngại về viễn cảnh xung đột ở eo biển Đài Loan. Giới quan sát đã không ít lần dùng hình ảnh tấm khiên để nói về vị thế của vùng lãnh thổ Đài Loan, đặc biệt là TSMC trong chuỗi cung ứng bán dẫn thế giới. Tuy nhiên, điều đó có thể không duy trì được mãi mãi. Trung Quốc đang tăng tốc phát triển các con chip nội địa và cố gắng thu hẹp khoảng cách. Để trấn an những lo lắng của các nước và tận dụng các ưu đãi, TSMC đã bắt đầu dịch chuyển các dây chuyển sản xuất ra nước ngoài. Trong đó, Mỹ, nền kinh tế số một thế giới và có ưu thế công nghệ lớn nhất, tỏ ra không tiếc tiền với TSMC. Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ trao chi nhánh TSMC tại Mỹ khoản trợ cấp 6,6 tỷ đô la Mỹ để sản xuất con chip tiên tiến nhất của tập đoàn này tại bang Arizona. TSMC cũng được hưởng khoản vay lên tới 5 tỷ đô la Mỹ với lãi suất thấp. Đây được xem là phần thưởng cho việc TSMC đồng ý mở rộng khoản đầu tư thêm 25 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng số tiền cam kết lên 65 tỷ đô la Mỹ và xây thêm nhà máy thứ ba ở Arizona vào năm 2030. Tập đoàn Đài Loan này sẽ sản xuất các con chip 2 nanomet tại nhà máy thứ hai ở Arizona vào năm 2028. Các khoản trợ cấp cho TSMC chỉ là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng bán dẫn. Vào năm 2022, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đảo luật nhằm thúc đẩy sản lượng bán dẫn trong nước, từng bước giúp Mỹ thoát khỏi sự phụ thuộc vào châu Á về chip. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này và để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để tái thống nhất. Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa có bình luận về phát ngôn của Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo. Trung Quốc đủ sức áp đảo căn cứ quân sự Mỹ Nghị sĩ Mỹ cảnh báo Trung Quốc có đủ khả năng áp đảo hệ thống phòng thủ tại các căn cứ nước này ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đang bị đe dọa, với năng lực tập kích hiện đại, Trung Quốc có thể tấn công các căn cứ Mỹ ở khu vực, trong đó có đảo Guam và quần đảo Bắc Mariana. John Molina, Chủ tịch Ủy ban về Cạnh tranh Mỹ-Trung thuộc Hạ viện Mỹ cho biết. Cảnh báo được ông đưa ra trong bức thư gửi Bộ trưởng Không quân Frank Kendall, Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro và nhiều nghị sĩ khác hôm ngày 8 tháng 5. Ông Molina mới đảm nhiệm chức vụ từ đầu tháng 4, thay thế nghị sĩ Cộng hòa Mike Gallagher. Molana cho rằng các cuộc tập kích nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương có thể vô hiệu hóa những khí tài không quân quan trọng, gây gián đoạn chuỗi hậu cần và làm suy yếu nghiêm trọng năng lực ứng phó của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột. Ông cho biết đã nhận được thông tin về sự trì trệ đáng báo động của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc áp dụng biện pháp phòng thủ tại những cơ sở quân sự. So với Trung Quốc, các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực hầu như không có hồng trú ẩn kiên cố dành cho máy bay, HAS, ông viết. Quan chức này cho biết Trung Quốc hiện có 800 HAS, trong khi Mỹ chỉ có 100 hầm tại các căn cứ ở Guam, Bắc Ariana, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra, quy định quản lý đạn dược được Bộ Quốc phòng Mỹ áp dụng từ thời Thế chiến thứ hai đang gây trì hoãn đội vốn các dự án xây dựng ở Guam và Bắc Ariana, vốn được tiến hành nhằm tăng cường năng lực phòng thủ để lực lượng Mỹ có thể chống lại các cuộc tấn công của Trung Quốc và duy trì tác chiến. Ông Molina nhận định các căn cứ và máy bay Mỹ rất dễ bị tổn thương bởi những cuộc tập kích của Trung Quốc, đồng thời tiết lộ trong các cuộc tập trận mô phỏng trường hợp xung đột với Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan gần đây. 90% tổn thất của phi cơ Mỹ xảy ra ở trên đất liền thay vì trên không. Quan chức này kêu gọi cần thay đổi ngay lập tức, đề nghị xây dựng thêm HAS, hầm ngầm và các công trình phòng thủ khác tại căn cứ quân sự Mỹ. Cảnh báo được ông Molina đưa ra sau khi một số nghị sĩ Mỹ kêu gọi chính phủ nước này phải chú ý thêm tới khu vực xung quanh đảo Guam. Đây là lãnh thổ cực Tây của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương với khoảng 170.000 người sinh sống. Hòn đảo là nơi đặt căn cứ tàu ngầm duy nhất của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương và căn cứ không quân Anderson. Cơ sở quy mô lớn có thể chứa oanh tạc cơ chiến lược và tiêm kích. Tuy nhiên đảo Guam ở gần Trung Quốc hơn nhiều so với Hawaii và nằm trong tầm bắn của tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc. Washington gần đây nhiều lần cảnh báo về sức mạnh quân sự của Bắc Kinh. Báo cáo tình báo rò rỉ tháng 9 năm 2023 của Hải quân Mỹ cho thấy năng lực các nhà máy đóng tàu của Trung Quốc có công suất 23,2 triệu tấn, trong khi con số này ở phía Mỹ là dưới 100.000 tấn. Lầu năm góc tháng 10 cùng năm nhận định Trung Quốc sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với 370 phương tiện, bao gồm tàu chiến mặt nước cỡ lớn, tàu ngầm, tàu đổ bộ viễn dương, tàu rải mìn, tàu sân bay và đội tàu phụ trợ. Anh cảnh báo về sức mạnh của tên lửa Nga. Tình báo quốc phòng Anh cho biết, Bộ Tư lệnh Hàng không tầm xa của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã điều chỉnh tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-101 để có thể mang theo hai đầu đạn riêng biệt, giúp tăng khả năng sát thương của loại vũ khí này. Đầu đạn thứ hai được thiết kế để tăng khả năng phân mảnh mục tiêu, có khả năng giúp tên lửa KH-101 hoạt động hiệu quả hơn, tăng tính sát thương. Cơ quan tình báo Anh nhận định. Tình báo quốc phòng Anh ước tính, việc điều chỉnh này có thể làm giảm một nửa tầm bắn của tên lửa KH-101, nhưng theo các nhà phân tích, Nga không cần toàn bộ tầm bắn. Tên lửa cải tiến này đã được quân đội Nga sử dụng trong cuộc tấn công tổng hợp vào các mục tiêu ở Ukraine hôm ngày 8 tháng 5. Trong vụ tấn công này, Nga dùng 55 tên lửa và hơn 20 máy bay không người lái nhắm đến những hạ tầng quan trọng ở 6 tỉnh của Ukraine, chủ yếu là các nhà máy điện. Vụ tập kích khiến nguồn cung điện của Ukraine càng thêm căng thẳng. Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông Ukraine cho thấy tên lửa hành trình Kh-101 của Nga bị bắn rơi trong cuộc tấn công quy mô lớn hôm ngày 8 tháng 5. Số seri tên lửa cho thấy nó được sản xuất vào quý 2 năm 2024, đồng nghĩa với việc vũ khí này vừa được đưa ra từ dây chuyền sản xuất. Theo cơ quan tình báo quốc phòng Anh, Nga luôn tìm cách nâng cấp, sửa đổi hệ thống và chiến thuật trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua với Ukraine. Điều này một phần do nhiều tên lửa của Moscow đã bị Kiev bắt bài và đánh chặn. Hungary chỉ trích kế hoạch viện trợ của NATO cho Ukraine là điên rồ. Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato ngày 8 tháng 5 cho biết nước này sẽ không tham gia vào kế hoạch dài hạn của NATO nhằm hỗ trợ Ukraine và gọi kế hoạch này là một sứ mệnh điên rồ. Các thành viên NATO vào tháng 4 đã nhất trí bắt đầu kế hoạch hỗ trợ quân sự lâu dài cho Ukraine chống lại Nga thông qua việc thành lập một quỹ trị giá 100 tỷ euro, 107 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, NATO sẽ đảm nhận một số công việc điều phối từ liên minh do Mỹ dẫn đầu được gọi là nhóm Ramstein. Ngoại trưởng Sijato tuyên bố chính phủ Hungary phản đối kế hoạch này. Ông tuyên bố Hungary sẽ đứng ngoài sứ mệnh điên rồ của NATO bất chấp mọi áp lực. Trước đó, người phát ngôn chính phủ Hungary Zsolt Kovács cho biết Nước này sẽ không ủng hộ các đề xuất của NATO có thể kéo liên minh đến gần chiến tranh hơn hoặc chuyển từ liên minh từ trạng thái phòng thủ sang tấn công. Hungary là thành viên NATO nhưng duy trì quan điểm trung lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Budapest đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine hoặc cho phép vũ khí vào Ukraine đi qua lãnh thổ Hungary. Ông cũng phản đối các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga, cho rằng chúng gây tổn hại cho nền kinh tế châu Âu nhiều hơn Nga và chỉ đồng ý với các gói trừng phạt kinh tế sau khi đảm bảo một số miễn trừ và nhượng bộ nhất định cho Hungary. Tháng trước, ông Sijato cho biết Mỹ, NATO và EU về cơ bản đang cạnh tranh xem bên nào có thể cung cấp thêm nhiều vũ khí hơn cho Ukraine. Động thái này có thể làm leo thang thêm xung đột với Nga và đe dọa một cuộc chiến tranh thế giới mới. Theo ông, Mỹ, NATO và EU hiện đang cạnh tranh quyền điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine thay vì tập trung vào củng cố hòa bình và tìm giải pháp ngoại giao. Việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới phải dừng lại ngay tức thì, Ngoại trưởng Hungary cảnh báo. Hungary cũng từng cảnh báo châu Âu đang coi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là cuộc chiến của chính mình, mà không xét đến những rủi ro có thể phát sinh từ việc can dự quá sâu. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố sẽ không để Hungary bị kéo vào cuộc chiến. Chúng tôi không muốn chiến tranh và chúng tôi không muốn Hungary trở thành món đồ chơi của các cường quốc một lần nữa, ông nói. Lễ diệt bình ngày chiến thắng phát Fascist diễn ra chiều nay tại Quảng trường đỏ với sự tham gia của hơn 9.000 quân nhân Nga và 90 khí tài. Lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức kết thúc chiến tranh vệ quốc vĩ đại bắt đầu từ lúc 10 giờ, tức 14 giờ theo giờ Hà Nội, tại quảng trường đỏ thủ đô Moscow. Hơn 9.000 quân nhân Nga cùng 75 xe cơ giới và 15 máy bay tham gia lễ duyệt binh, nhỏ hơn quy mô duyệt binh năm ngoái cùng các sự kiện trước đây. Lực lượng duyệt binh gồm học viện các trường quân sự, binh sĩ chính quy trong quân đội, vệ binh quốc gia, cơ quan an ninh quốc gia, FSB và bộ tình trạng khẩn cấp. Nhiều đơn vị đang tham chiến tại Ukraine cũng cử binh sĩ tham gia duyệt binh. Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo nhiều nước, trong đó có Belarus, Cuba, Lào, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và kunis Bissau đã có mặt tại sự kiện. Các khí tài cơ giới tham gia duyệt binh gồm xe tăng thiết giáp đa dụng T và Typhoon U, hệ thống tên lửa phòng không S-400, thiết giáp trở quân BTR-82A, tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật iskander tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24A và thiết giáp Bumerang thế hệ mới. Dưới binh lần này không có sự xuất hiện của các loại xe tăng chiến đấu chủ lực trong biên chế quân đội Nga như T-72, T-80, T-90 hay mẫu xe tăng thế hệ mới T-14 Amata. Nga dường như cũng đang dồn nguồn lực xe tăng cho chiến trường Ukraine và lực lượng này cũng đang hứng chịu nhiều tổn thất hơn trong hai năm chiến sự. Các sự kiện diễn ra hai ngày sau khi ông Putin nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ năm được coi là cơ hội để ông củng cố hình ảnh cũng như nâng cao tinh thần yêu nước của người Nga trong bối cảnh chiến sự với Ukraine kéo dài. Chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1941-1945 là cuộc chiến quy mô lớn nhất và gây thương vong nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại, khoảng 27 triệu binh sĩ, dân thường Liên Xô thiệt mạng để bảo vệ tổ quốc và nhân loại trước chủ nghĩa phát xít. Cuộc chiến kết thúc vào ngày 9 tháng 5 năm 1945, khi đại diện phát xít Đức ký vào biên bản xác nhận đầu hàng vô điều kiện trước đại diện đồng minh tại Berlin, Hồng quân Liên Xô tổ chức lễ duyệt binh chiến thắng đầu tiên ngày 24 tháng 6 năm 1945. Lễ duyệt binh sau đó diễn ra ngày 9 tháng 5 năm 1965, 1985, 1990. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga nối lại duyệt binh chiến thắng tại Moscow từ năm 1995. Từ đó tới nay, Hoạt động này diễn ra thường niên vào ngày 19 tháng 5, chỉ bị trì hoãn năm 2020 do đại dịch COVID-19. Bản tin của vấn đề thế giới xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin sau.